Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập vào kênh của Lan Va Cà Phong. Trong chương trình video clip ngày hôm nay, Lan Va Cà Phong tiếp tục lên chia sẻ một số mặt hàng con giống cho toàn thể quý vị và các bạn yêu và đam mê hoa lan sưu tầm. Mọi chi tiết có nhu cầu về mua hoa lan, con giống hoa lan hay cách chăm sóc hoa lan, quý vị và các bạn vui lòng gọi điện một trong hai số điện thoại ở trên màn hình. Và trong clip video ngày hôm nay, Lan Va Phong sẽ giải đáp một số câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn đặt ra trong rất nhiều thời gian vừa qua. Rất là nhiều những các bác khách lớn tuổi từ 50 đến 70, đa phần là những các bác mới tập chơi hoa lan, chưa biết gì về hoa lan và chưa nhận thức được cây hoa lan, thì trong ngày hôm nay thì Lan Va Phong sẽ giải đáp cho toàn thể các bác, quý vị và các bạn. Thì như quý vị và các bạn đã biết thì trên nước Việt Nam có một cái bản đồ hình chữ S. Và trên cái bản đồ hình chữ S này có hai cụm chính là Nam Bắc. Thường thường thì ở miền Nam thì cũng không nhắc đến nhiều, vì trong miền Nam họ chơi lan rất là đa dạng và phong phú và rất là chân chính. Và ở miền Bắc mình thì có rất là nhiều người chơi lan cũng như đam mê hoa lan. Và trong cái cụm chính của miền Bắc thì quý vị thấy đó, ngày ngày quý vị mở YouTube lên. Nếu thường thường quý vị mà hay xem hàng hoa lan thì ngày ngày quý vị mở YouTube lên, nó sẽ đề cập đến cho quý vị rất là nhiều kênh bán hàng trên YouTube. Rất là nhiều. Và hiện nay thì quý vị đã thấy đa số các kênh YouTube bán hàng hoa lan ở ngoài miền Bắc mình có rất là nhiều. Và hiện nay thì quý vị đã biết rằng là trên cái địa bàn của miền Bắc nước Việt Nam thì đa số các kênh YouTube nằm chính ở huyện Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Phúc là một trong những kênh bán hàng nhiều nhất trên YouTube về hoa lan hiện nay. Còn ngoài huyện khác thì rất là ít kênh bán hàng, chẳng hạn như Phú Thọ, Hòa Bình rất là ít kênh, Hải Phòng, rồi Cao Bằng, Bắc Cạn, rồi Tuyên Quang rất là ít kênh. Bởi tính đó chỉ có 1 đến 2 kênh. Như quý vị đã biết thì quý vị phải nhận thức được hiện nay thì có rất là nhiều kênh, và các kênh thì sẽ đặt ra cho quý vị rằng là lấy địa chỉ ở các tỉnh phía Bắc. Hầu như các kênh YouTube ở Lập Thạch, Sông Lô đã rất là mất tiếng, và họ hầu như đã lấy một số tên ở các địa danh khác, chẳng hạn như Phú Thọ, Tuyên Quang, rồi là vân vân và vân vân, thì quý vị đã hiểu cái việc đó. Và sẽ giúp cho quý vị ở cái video clip này, quý vị chỉ cần dùng một bài test nhanh. Bài test nhanh đó là quý vị sẽ mua một cái đơn hàng 5-10 triệu, quý vị sẽ liên hệ trực tiếp và cho địa chỉ chính xác thì quý vị về nhà lấy trực tiếp, giao lưu trực tiếp, thì quý vị sẽ hiểu được cái điều đó. Thường thường những các kênh mà bán hàng trên YouTube mà lấy tên địa danh khác thì họ sẽ không bao giờ cho quý vị địa chỉ chính xác, và hầu như họ sẽ từ chối quý vị về nhà, từ chối quý vị về nhà. Và nếu quý vị về, họ sẽ báo là bận này nọ, đặt ra các vấn đề ABC. Hiện nay thì em đang đi du lịch chưa về được, hoặc là em đang đi viện trạng chưa có thời gian ở nhà, là quý vị phải là những người mua hàng thông thái nhất. Và một cái lưu ý thứ hai nữa là quý vị mua hàng, hiện nay thì có một cái ứng dụng rất nhiều ứng dụng. Như nhớ không nhầm là ứng dụng nó là ứng dụng cắt cút. Ứng dụng cắt cút nó sẽ điều chỉnh video, chuyển đổi thành giọng nói chính gốc từ số A rồi chuyển sang số B, số C, quý vị không thể nhận dạng ra giọng nói. Một cái ứng dụng đó có thể thay đổi video, ghép video các kiểu để cho quý vị xem như là trên thật.
Và có lẽ clip lần này thì nói nó sẽ rất là mất thời gian và dài dòng nếu quý vị xem và quý vị hiểu và cảm nhận được điều đó. Và cũng không làm mất thời gian, sau đây thì cũng mời quý vị đi vào chi tiết từng đơn hàng một trong ngày hôm nay. Trước màn hình quý vị và các bạn, các bác, các anh em đây là 10 chậu hồng nguyên thủy. Tổng là có 12 cây. Cắt khúc tự nhiên đẹp, sắc nước nghiêng thành. Nếu như quý vị mà có nhu cầu sưu tầm thật sự đam mê thì lấy những cái đơn này về, nó sẽ giúp cho quý vị mất rất là nhiều học phí. Quý vị thà chơi ít còn chất lượng hơn là mua nhiều. Đó, thà mua ít nhưng còn chất lượng hơn là mua nhiều. Quý vị mua nhiều thì chưa chắc đã phải là những con giống chuẩn. Và thường thường những quý vị mới chơi thì rất là tham rẻ. Chẳng hạn như một cây bạch tuyết như thế này, thị trường đang dao động từ 2 triệu quay đầu. Nhưng đâu đó quý vị chỉ mua 500.000 đồng thì xin lỗi quý vị không bao giờ mua được một cây bạch tuyết chính xác. Đó, nói nôm na. Và trong khi đó có rất là nhiều kênh bán 500.000 đồng. Nên là quý vị phải hết sức lưu ý và hiểu được cái vấn đề này. Đó quý vị nha. Và cũng là một cái bài test là vừa nói quý vị rồi. Quý vị chỉ cần mua một đơn 10 triệu, tôi sẽ về nhà lấy trực tiếp cho địa chỉ. Chắc chắn người ta sẽ từ chối quý vị. Đó, quý vị hiểu điều đó. Người ta sẽ từ chối quý vị, sẽ không giúp cho, không thể cho quý vị về nhà để lấy trực tiếp. Và người ta sẽ lấy lý do đặt ra cho quý vị và sẽ làm cách nào để quý vị không về được và sẽ gửi hàng đi cho quý vị. Thì điều đó là một cái điều đáng lo ngại và thực ra mất rất là nhiều tiền. Không phải nói thế này để quý vị mua hàng của Lan Ba Cao Phong, quý vị có thể mua của ai bất cứ trên thị trường Hoa Lan, không cần quý vị phải mua hàng của Lan Cao Phong. Đó, quý vị có thể mua của ai cũng được. Và Lan Phong đã nói trên thị trường có rất là nhiều kênh bán hàng đa dạng phong phú. Lập Thạch Vĩnh Phúc có khoảng đến 50 kênh bán hàng trên YouTube đứng đầu của nước Việt Nam. Đó quý vị nha. Và quý vị nhìn thấy trước màn hình là một lô hồng nguyên thủy cắt khúc tự nhiên 10 chậu gồm 12 kỳ đẹp sắc nước nghiêng hành. Và sẽ giao lưu chia sẻ cho quý vị cái lô này 12 kỳ 10 chậu, chia sẻ quý vị cực kỳ yêu thương 1.600.000 đồng. Nếu như quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Phong, và Lan Phong sẽ quay chi tiết cho quý vị từng chậu một. Đây là chậu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 12 kỳ 1.600.000 đồng. Nó sẽ giúp ích cho quý vị tránh mất học phí. Tiếp theo là một cái đơn số 2 là một cây hoa hậu xứ Mường rất là đẹp cắt khúc tự nhiên, chia sẻ cho quý vị giá cực kỳ yêu thương, một cây duy nhất, giá rất là khỏe, đá thuần ấm chậu, đá thuần chậu không phải là ấm chậu đó quý vị nha, rất là khỏe, rất là đẹp. Và ở đây nó có một cái vết gọi là cháy nắng, không ảnh hưởng gì đá khô, nói chung là cây khỏe đẹp. Chia sẻ cho quý vị và các bạn giá 1.800.000 đồng một đơn duy nhất. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Vàng Phòng. Và tiếp theo thì mời quý vị đi vào chi tiết từng đơn hàng trong ngày hôm nay. Đơn số 1 là một đơn nữ hoàng 28, chia sẻ cho quý vị giá là 80.000 đồng một kỳ nữ hoàng 28, một thời rất đình đám và nổi tiếng, dưới trên làn ai cũng biết. Tiếp theo là một cái đơn số 2, nữ hoàng 28, chia sẻ với quý vị 800.000 đồng cho đơn số 2. Tiếp theo là một cái đơn số 3, vẫn là một nữ hoàng 28, cây đã thuần chậu thuần hóa, về quý vị chỉ việc treo và tưới nước bình thường, chia sẻ cho quý vị giá là 100.000 đồng, rất là đẹp. Tiếp theo là một đơn số 4, 5 trắng HO, đơn này có một mầm gốc và đang hiện tại đang đĩa nối một mầm. Và nó có hơn 10 kỳ trên thân. Đó, như trước màn hình quý vị đã nhìn thấy là có 2 kỳ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 kỳ gì đó. Quý vị nha.
chia sẻ cho quý vị giá là 280.000 đồng. Đó, nếu như quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan vào phòng. Tiếp theo là đơn số 5, 5 trắng HO. Chia sẻ cho quý vị giá là 300.000 đồng, cũng một mầm gốc và có khoảng 10 cây trên thân. Đó, rất là đẹp và rất là lực, rất là khỏe. Tiếp theo là một cái đơn số 6, 5 cánh trắng HO, gồm có 2 cây đá thuần chậu, chia sẻ cho quý vị giá là 100.000 đồng. Đó. Tiếp tục là một đơn số 7, hồng mỹ nhân. Ở đây có 3 chậu hồng mỹ nhân rất là đẹp, đẹp sắc nước nghiêng thành kỳ cắt khúc tự nhiên và kỳ lách trên thân rất là khỏe, đá thuần hóa. Hồng mỹ nhân đơn số 3 chia sẻ quý vị giá là 300.000 đồng. Nó rất là đẹp, đơn số 7. Tiếp theo là một đơn số 8 hồng mỹ nhân chia sẻ quý vị giá là 200.000 đồng, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Và tiếp tục là đơn số 9 hồng mỹ nhân chia sẻ quý vị cũng 200.000 đồng, kỳ này là kỳ lách rất khỏe, rất đẹp. Và đơn số 10 là một cây phát tài, phát lộc. Để nói về phát tài, phát lộc thì trong giới Sri Lan vườn nào cũng có một giò phát tài, phát lộc. Nó tượng trưng cho một cái gì đó may mắn và nó giúp cho một cái dàn lan đa dạng và phong phú, nổi bật nhất là chậu phát tài, phát lộc. Và hầu như nó là biểu tượng cho vàng bạc, nó rất là đẹp quý vị ạ. Và giới Sri Lan không thể thiếu, hầu như vườn nào cũng có 1 đến 2 giò. Đó, có những vườn thì có cây. Và cái giò số 10 này cũng không nói nhiều, chia sẻ quý vị là 1.200.000 đồng thì có 2 mẹ và 2 mầm gốc và đã kết kỳ và đang đĩa thêm một mầm rất là đẹp. Nếu như quý vị mà có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp cho Lan vào phòng. Tiếp theo thì ở đây có 4 chậu hồng Nhật Hạ, chia sẻ cực kỳ yêu thương cho toàn thể quý vị và các bạn sưu tầm. Đơn số 11 hồng Nhật Hạ cắt khúc tự nhiên, rất là khỏe, rất là đẹp, chia sẻ quý vị giá là 500.000 đồng. Tiếp theo đơn số 12 hồng Nhật Hạ cắt khúc tự nhiên, chia sẻ quý vị giá là 500.000 đồng. Và đơn số 13 hồng Nhật Hạ khi cũng cắt khúc và còn một mắt ngủ như hình quý vị đã nhìn thấy, chia sẻ quý vị giá là 600.000 đồng. Và đơn cuối cùng của hồng Nhật Hạ là đơn số 14, chia sẻ quý vị cũng là 600.000 đồng, khi cắt khúc tự nhiên rất khỏe, rất to, rất phê pha luôn quý vị nhé. Tiếp theo là hai đơn hàng cận va và cũng một thời gian rất là nhiều người chơi lan siêu tập. Và sau đó họ sẽ đổ xô và lan va nhiều hơn, họ sẽ bỏ lãng quên những cái mặt hàng này. Hiện nay thì trên thị trường những mặt hàng này hầu như đã cạn kiệt. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây là hai chậu bít tố đan, hay được gọi là năm cánh trắng tố đan, một khuôn vòng bầu bí rất là đẹp. Đơn số 15, 2 kỳ đẹp sắc nước nghiêng thành, chia sẻ cho toàn thể quý vị giá là 100.000 đồng. Tiếp theo là một đơn số 16, chia sẻ cho quý vị cũng là 100.000 đồng tố đan. Nếu quý vị mà có nhu cầu mới tập chơi lan, chưa biết gì về hoa lan thì nên chơi những cái này thì tránh mất học phí cho quý vị là 100.000 đồng một chậu, hai chậu là 200.000 đồng, rất là đẹp. Tiếp theo là một đôi, xin lỗi quý vị, một đơn số 17 hồng Minh Châu kỳ 52. Trên thân già quý vị có thể kích được kỳ, như thân già này nó hơi yếu một chút và nó có một mầm gốc. Chia sẻ gửi gắm cho toàn thể quý vị giá yêu thương, kết nối đam mê. Đơn số 17 hồng Minh Châu chia sẻ quý vị giá là 500.000 đồng. Đó. Và tiếp tục là đơn số 18 Mitsu sen hồng Ngàm Hiên, ở đây có 2 kỳ rất là đẹp, rất là khỏe, tuyệt vời quý vị nhé. Chia sẻ cho quý vị giá là 800.000 đồng. Nếu quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan vào phòng. Và tiếp theo thì mời quý vị đi về bên dưới, dàn dưới để sưu tầm một số mặt hàng con giống. Rất là nhiều mặt hàng và đa dạng và phong phú để cho toàn thể quý vị và các bạn sưu tầm trong video lần này. Và sẽ quay chi tiết từ đầu cho đến đuôi. Và trước màn hình quý vị và các bạn đây là một chậu số 1 năm cánh trắng Cố Hương. Cũng một thời rất là đình đám và rất là đắt, bây giờ thì đã trở về cái giá trị thực tế, chia sẻ cho quý vị giá là 350.000 đồng.
kỳ đã thuần hóa và quý vị chỉ việc chăm sóc bình thường. Tiếp theo là một đơn số 2 hồng bồng lai kỳ khắc khúc ươm. Xin lỗi. Kỳ mầm gốc lách đã thuần hóa. Chia sẻ quý vị giá là 1.800.000 đồng. Và đơn số 3 vẫn là hồng bồng lai kỳ mầm gốc khỏe đẹp, một mầm gốc một bì. Cũng chia sẻ cho toàn thể quý vị giá là 1.800.000 đồng. Nếu như quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Ba Phòng. Tiếp theo là một đơn số 4 hồng sao hỏa, cũng một thời kinh hoàng đình đám lên đến tiền tỷ một cây đó. Và bây giờ thì có thể ai ai cũng sưu tầm được. Trước kia thì những giới chơi lan hay những người thực sự có điều kiện kinh tế và những người rất rất là nhiều tiền tỷ họ sở hữu được những cây này, nhưng bây giờ thì ai ai cũng có thể là sưu tầm và sở hữu được, kể cả những người thợ hồ, người công nhân, người làm công chức nhà nước cũng sở hữu được đó, vì trước kia nó sẽ là một cái sự nghiệp lớn của một gia đình, là nó liên quan đến tiền tỷ quý vị nhé. Chia sẻ quý vị giá là 2.500.000 đồng cho đơn số 4 hồng sao hỏa. Tiếp theo là một đơn số 5 Juliet, một mặt bông khá đẹp và rất là nổi tiếng, hiện nay đang thịnh hành rất là hot trên thị trường ngành lan và Việt Nam. Juliet chia sẻ cho quý vị kỳ như hình 8.000.000 đồng, rất là đẹp, rất là khỏe quý vị nha. Quý vị có thể tham khảo và cân nhắc tài chính. Tiếp theo là một đơn số 6 Bảo Duy kỳ cắt khúc từ thân già, cũng đã quay khá là nhiều lần cho toàn thể quý vị rồi. Và cái đơn này thì nó đang trong tình trạng phát triển bình thường và rất là khỏe, rất là lực. Chia sẻ gửi gắm yêu thương cho toàn thể quý vị giá là 5.000.000 đồng, rất là đẹp. Tiếp theo là một đơn số 7 Bảo Duy kỳ 52, chia sẻ cho toàn thể quý vị giá cực kỳ yêu thương 12.000.000 đồng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Ba Phòng, rất là đẹp, 12.000.000 đồng. Và cái giá này là giá đã cân nhắc kỹ lắm để cho quý vị và các bạn siêu tầm. Và quý vị, những quý vị mới chơi mà mua những kỳ Bảo Duy như này đâu đó có 2.000.000 đến 3.000.000 đến 5.000.000 thì xin lỗi, tất cả quý vị sẽ không bao giờ sở hữu được những cây Bảo Duy chính hãng nha. Xin lưu ý với quý vị như thế. Quý vị mới chơi lan thì phải mất học phí rất là nhiều, 1 đến khoảng 2 năm. Và đơn số 7 chia sẻ quý vị giá là 12.000.000 đồng. Tiếp theo là một đơn số 8, một đơn người đẹp không tì kỳ cắt khúc ươm tự nhiên rất là khỏe, rất là đẹp. Chia sẻ gửi gắm cho toàn thể quý vị giá là 18.000.000 đồng. 18.000.000 đồng quý vị nhé, là giá gì hơn thị trường vài triệu đó. Còn nếu như quý vị mua người đẹp không tên mà 5.000.000, chắc chắn không bao giờ quý vị mua được người đẹp không tên 5.000.000 đồng. 18.000.000 đồng là một cái giá yêu thương nhất có thể để cho quý vị siêu tầm. Và tiếp theo là đơn số 9 hồng á hậu kỳ 52, rất là khỏe, rất là đẹp. Chia sẻ cho quý vị giá là 1.200.000 đồng để quý vị và các bạn siêu tầm. Và tiếp tục là đơn số 10 hồng á hậu kỳ năm nhất, rất là khỏe, rất là lực, rễ đã ăn ra thành chậu. Chia sẻ cho quý vị cái đơn như thế này cực kỳ đẹp, sắc nước nghiêng thành, giá là 1.500.000 đồng, rất là khỏe. Và tiếp tục là một đơn số 11 hồng á hậu kỳ lách đã thuần hóa, về quý vị chỉ việc tưới nước, rất là khỏe, rất là lực, rất là đẹp. Chia sẻ cho quý vị giá là 1.200.000 đồng. Tiếp theo là đơn số 16 năm cánh trắng bạch quyết kỳ cắt khúc tự nhiên, rất là khỏe. Chia sẻ cho quý vị giá là 1.000.000 đồng, rất hiếu nghị và yêu thương quý vị sưu tầm đó. Và những kỳ như này thì sẽ dễ hơn trên thị trường khoảng từ 200 cho đến 300.000 đồng. Tiếp theo là một đơn số 17 vẫn là bạch tuyết cắt khúc tự nhiên, chia sẻ cho quý vị giá yêu thương cũng là 1.000.000 đồng. Nếu như quý vị có nhu cầu siêu tầm liên hệ trực tiếp cho Lan Phòng.
Tiếp theo là một cái đơn số 18 chia sẻ cho quý vị, giá là 900.000 đồng. Cây đá thuần hóa, cắt khung tự nhiên rất là khỏe để quý vị sưu tầm. Và tiếp tục là đơn số 19 chia sẻ cho quý vị, cũng là 900.000 đồng, cây cắt khung tự nhiên rất là khỏe. Đó. Và đơn số 20 là một cây bạch tuyết kỳ năm 2, một mầm gốc đang lên khỏe đẹp. Và thân già quý vị có thể khai thác được thêm 1 đến 3 kỳ như hình. Chia sẻ cho quý vị giá yêu thương là 2 triệu đồng. Quý vị có thể tham khảo và cân nhắc kỹ lưỡng tài chính. Và tiếp tục là quay cho quý vị một cái đơn rất là đẹp. Đơn số 12 là một kỳ mít huyền diệu, một mặt bông khá là đẹp và rất là nổi tiếng. Hiện nay trên thị trường cái giống này cũng không có nhiều. Một cây duy nhất chia sẻ cho quý vị giá là 500.000 đồng, mít huyền diệu rất là đẹp nhé. Ngọn đang trong tình trạng phát triển khỏe mạnh và nó rất là lực cây quý vị nhé, rất là đẹp. Chia sẻ quý vị giá là 500.000 đồng. Tiếp theo là đơn số 13, năm cánh trắng ngọc sơn. Ngọc sơn cước không phải quý vị, năm cánh trắng ngọc sơn. Một mẹ hai con như hình, chia sẻ cho quý vị giá là 1.500.000 đồng. Tiếp theo là một đơn số 14, năm cánh trắng hải dương hay còn gọi là mắt mờ hải dương 1. Đây là hải dương 1 đẹp trong nhất, một trong hai loại hải dương. Kỳ năm 2, chia sẻ quý vị giá là 200.000 đồng. Đó. Tiếp theo là một đơn số 15 và 16 là một đôi năm cánh trắng thái nguyên. Kỳ năm 2 rất là đẹp và mặt bông thái nguyên cũng rất là đẹp. Và trên thị trường năm trắng thái nguyên hầu như cũng không có nhiều trên thị trường quý vị nhé. Chia sẻ cho quý vị giá là 300.000 đồng. Nếu như quý vị mà có nhu cầu siêu tầm liên hệ trực tiếp cho Lan Phong. Và đơn số 16 cũng là đơn cuối cùng của trong clip buổi sáng ngày hôm nay, chia sẻ cho quý vị giá là 300.000 đồng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu siêu tầm. Đó, và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị vui lòng liên hệ một trong hai số điện thoại trên màn hình. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị và các bạn.